Dân thì khó khăn, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, đói kém như vậy thì xây dựng đài để ca ngợi cái gì? Chúng ta đang ở đâu trên bản đồ thu nhập thế giới? Hội vấn đề chất đầu tiên là tiền đâu? Làm sao cho những cái chính sách mà chúng ta đưa ra đó, nó thật sự nó khả thi trong quá trình thực hiện. Tôi nghĩ nếu như chúng ta không sớm có cái chính sách phù hợp thì khoảng 10 đến 15 năm nữa thôi thì các cái trạm y tế sẽ không có bác sĩ để làm việc. Đến nay thì có một thực tế không thể không nhìn thấy, đó là mức lương cán bộ công chức đối với tại thời điểm hiện nay là khá thấp. Vậy chúng ta đang ở đâu trên bản đồ thu nhập thế giới? Sẽ là khập khiễng nếu như so sánh với các nước phát triển. Song chỉ cần so với các nước trong khu vực thì cũng thấy một khoảng cách không nhỏ. Áo dài ngũ thân nam cũng đang có xu hướng được mặc lại ngày càng nhiều. Tôi đã dự định mặc áo dài ngũ thân trong phiên khai mạc, hát quốc ca trong lễ chào cờ. Tuy nhiên trong cẩm nang đại biểu có quy định nam mặc bộ cơm lê nên tôi không mặc được. Tôi đề nghị Quốc hội xem xét đưa một nội dung vào nghị quyết kỳ họp này là cho phép đại biểu được mặc áo dài ngũ thân nam tại các phiên họp, bên cạnh việc mặc bộ cơm lê để đại biểu được phép vào Viếng Lăng Bác được mặc tại lễ chào cờ. Và vừa rồi các ban nhạc Blackpink sang biểu diễn ở Việt Nam chỉ có 2 đêm thôi mà tổng thu của họ là hơn 13 triệu đô la. Như vậy chỉ 2 đêm diễn của Blackpink là đã được non nửa cái con số của chúng ta phấn đấu của tổng thu của nghệ thuật biểu diễn năm 2030. Như vụ Vạn Thịnh Phát, các bọn tội phạm thực hiện hành vi làm khống cả ngàn hồ sơ để vay chiếm tín dụng trên 1 triệu tỷ đồng của ngân hàng SCB, trong đó có trên 500.000 tỷ tiền gửi của người dân. Thậm chí trưởng đoàn thanh tra của ngân hàng nhận hối lộ 5,2 triệu USD. Có thể nói đây là một vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay. Vụ này có thể chỉ là bề nổi của một tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ. Tuyến quốc lộ 1A trước đây khi mà thiết kế thì cũng chính là do bộ thiết kế và không có cái tuyến đường dành cho người đi bộ về thô sơ, đã gây rất là nhiều cái vụ tai nạn giao thông rất là thảm thương, nhiều người là chết oan uổng trên cái tuyến đường này. Chúng tôi kiến nghị không biết bao nhiêu lần, người dân cũng trực tiếp kiến nghị, chúng tôi cũng đã chất vấn, cũng đã nói rất là nhiều lần trên các cái diễn đàn như thế này, nhưng mà là Bộ Giao thông Vận tải cũng đã hứa, chính phủ cũng đã quan tâm chỉ đạo, nhưng đến nay là vẫn chưa thấy cái động tĩnh gì về việc mở rộng cái hành lang tuyến đường này. Một cái cây cầu mà từ những năm 70, thập niên 70 đến bây giờ mà chỉ duy nhất cả nước thì có một cái cây cầu mà đi cả ô tô, đi đường bộ lẫn đường sắt đi cùng với nhau. Bây giờ duy nhất một cây đó mà nó nối thông với lại cả gì? Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh rồi mấy cái tỉnh đấy nữa. Cũng lại treo cái tính mạng của nguy hiểm của người dân Bắc Giang hoặc là những người dân đi lưu thông qua cái cây cầu đó. Thế thì bây giờ vấn đề là phải tháo gỡ ngay. Vậy thì tôi xin hỏi Bộ trưởng là hiện nay Bắc Giang còn thiếu cái thủ tục nào? Còn phải gặp đến những ai nữa thì mới được đầu tư cái cây cầu đó? Vấn đề chất đầu tiên là tiền đâu? Thì Bộ Giao thông Vận tải đã khó nhất là không có tiền. Là với vai trò kép, vừa là thủ trưởng cơ quan thanh tra và vừa là người đứng đầu cơ quan nhà nước thì tổng thanh tra chịu trách nhiệm gì trước pháp luật? Thứ nhất là về việc rà soát kiểm tra sửa đổi bổ sung kết luận thanh tra. Thực chất ở đây là không là việc rà soát bổ sung sửa đổi kết luận thanh tra chứ không phải là thanh tra lại. Trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực phụ trách thanh tra chính phủ, thanh tra chính phủ đã thành lập tổ công tác theo quyết định số 50 ngày 1 tháng 3 năm 2021. Câu thứ hai tôi hỏi là tổng thanh tra chịu trách nhiệm trước pháp luật như thế nào? Là tôi muốn nói tính tự giác của tổng thanh tra. Nhưng mà tổng thanh tra trả lời là theo chỉ đạo của Đảng và nhà nước. Trả lời như thế là không đúng. Trước Quốc hội tôi đề nghị tổng thanh tra nhận trách nhiệm của mình với cái hậu quả mà việc làm sai đấy gây ra. Bởi vì bản chất ngân hàng thì cũng là các cái doanh nghiệp mà kinh doanh vốn. Thì nếu mà bây giờ mà nó cắt vốn của người ta thì liệu còn có đứng vững được hay không? Còn các doanh nghiệp mà người ta đầu tư là người ta bỏ tiền đồng để thu tiền hào, là để kỳ vọng vào cái lợi nhuận trong tương lai, mà bây giờ chúng ta lại đàm phán cắt giảm lợi nhuận của họ, thì như vậy là có ảnh hưởng đến niềm tin của họ hay không? Và khi mà chim sẻ mà đã hoang mang thì đại bàng cũng sẽ lo lắng. Thế thì vấn đề liên quan đến cái giảm cái lợi nhuận đầu tư hay ngân hàng phải giảm lãi thì cũng là một cái việc cần thiết. Còn mức độ như nào thì nó còn phải phụ thuộc vào cái quá trình đàm phán thuyết phục giữa Bộ Giao thông Vận tải với các ngân hàng và các nhà đầu tư. Chứ chúng ta cũng không thể là
ấn định rằng là nhà đầu tư thì phải không có lãi hay là ngân hàng thì phải miễn toàn bộ. Tôi cho rằng dư luận xã hội là hình thức biểu hiện trạng thái hình thức của xã hội rất bình thường. Dư luận thì có cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu. Nhưng không phải ý kiến nào được nêu ra cũng là để đánh cho ai đó chết, mà để góp ý, nêu quan điểm và để làm cho mọi thứ rõ ràng và tốt đẹp hơn. Do đó ta không nên đánh đồng các loại ý kiến dư luận, nhất là những góp ý để bảo vệ tính chân thực, bảo vệ sự thật, bảo vệ giá trị lịch sử. Trong công tác quản lý, cơ quan nhà nước cần phải lắng nghe, theo dõi dư luận để có những điều chỉnh cần thiết. Bởi mọi thứ đều có lý, không có lửa thì làm sao có khói. Chúng tôi nhận thức là khen chê, có ý kiến khác nhau với một tác phẩm điện ảnh là câu chuyện cũng rất bình thường. Nhưng rõ ràng trong văn hóa ứng xử, chúng ta không thể chấp nhận thói tịch thường, thói phán xét, thói quy chụp, bôi xấu, bôi nhỏ nhân dân chỗ này chỗ khác để nói. Tác nhân để gây ra cái năng lực hành vi nó yếu kém thì chúng ta không phải chỉ có rượu, thậm chí là có cả cocaine, rồi có cả những cái chuyện khác. Thậm chí có một anh đi trên đường mà chỉ nghĩ vợ đã tim đập chân run rồi không thể điều khiển được xe nữa. Hay là quy định do pháp luật đặt ra thì theo tôi nên tường minh và giúp người dân dễ chấp hành, có thể dễ dàng tự mình đánh giá, kiểm chứng được vi phạm hay không vi phạm. Quy định có ngưỡng nồng độ cồn thì vô hình chung lại thúc đẩy phát sinh hành vi vi phạm của người lái xe. Tôi cho rằng là ở đây chúng ta cần thiết nhất để đại biểu Quốc hội và Quốc hội có thể quyết định hay không, đó chính là bằng chứng và căn cứ khoa học. Thì tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ trả lời chính thức cho Quốc hội là căn cứ khoa học và bằng chứng khoa học để có cái điều quy định như thế này. Buổi tối, người dân người ta uống rượu buổi tối, nhưng mà buổi sáng sau người ta đi làm, thế trong máu người ta có nồng độ cồn. Thế thì cái vấn đề này phạt thì cũng gây băn khoăn và cũng thảo luận rất là nhiều. Tổng số đại biểu tán thành 431 bằng 87,25%. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn. We'll be right back.